Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 6 đồng token Binance Black. Một số thông tin về đồng token này, số tục không phát hành của nó là 1 tỷ 675 triệu. Đã có 169 tài khoản holder và đã phát sinh 358 lượt giao dịch nha. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net. Nên truy cập website của mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước một sao chắc và chắc, các bạn có thể sử dụng những thuốc phê copy và chắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc với chút Wallet lên bộ Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví cho mình nhé. Tiếp theo nhé, thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net và truy cập vào bước 2 để nhận token nhé. Rồi, chương trình Underdog nó sẽ kết thúc vào 54 ngày nữa. Bạn nhấp vào phần này giúp mình nhé. Underdog thì ở đây nó có phần buy là internet là 0.5 BNB. Các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ để mua cái đồng này nhé. Nếu bạn cần làm, bạn nhấp vào phần này. Đây có cái lô ví thì các bạn nhấp tiếp theo một cái lô ví. Visa của nó là 0.000553 BNB. Các bạn nhớ xác nhận giúp mình. Rồi, giao dịch đã được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.net để cập nhật những dự án miễn phí và tài khoản token mới nhất nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn như Binance, Metalo, MXC, OKX, Huobi và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim được 6 đồng token Binance Black. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.